người đến những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, khiến người nghe hình dung ra hình ảnh cô bé Bắc Kỳ nhỏ nhỏ mặc áo thứ thân đang nhún nhảy, vui cười dưới ánh trăng tròn, e thèm với những chàng trai cùng lứa tuổi. Bài hát của nhạc sĩ Sao Mai Nguyễn Nghị với những lời ca ví von trong sáng dễ thương. Tiết mục múa Em Đi Xem Hậu Trăng Rằm, biểu diễn thiếu nhi nhóm La Tiến, biên đạo Tuyết Mai, Dương Ngọc. Thật sáng